anh em mình, ba anh em đi ra cầu Quan Lý Sinh Tồn nha cả nhà. Thì Nhí thì đi đám cưới như tập trước phim có nói á, là đi đám cưới ở Long An, chở mẹ đi đám cưới ở Long An chưa về, cho nên là còn ba anh em mình nè đó, dụng cụ anh em mình đem theo đơn sơ thôi. Rồi ông bó củi, thao cái gỗ, cái gao, cây kéo, hai cây kéo với cái dao với chén muối ớt à. Không có thiếu món nghe vậy cái gì còn vậy chứ là cái gì nướng nào. Thì hôm nay ba anh em mình sẽ tiếp tục lên cầu Quan để sinh tồn theo cầu của cả nhà nè. Thì lý do là do anh em mình làm vườn, thì vô dùng vụ xài đang lấy bông lấy nhị á cả nhà, cho nên là thời gian qua không có sắp xếp đi sinh tồn được, góp công cả nhà thông cảm nha. Hôm nay thì rảnh thời gian được một ngày thì anh em mình sẽ ở trên còn này một ngày theo cầu của cả nhà nha. Bây giờ đi kiếm đồ ăn với anh ơi đi. Hôm nay anh em tiếp tục lên cầu Quan. Con này nhưng mà sẽ qua cái cầu Quan để ăn nha cả nhà. Quá trời cá, tội anh rượt kìa. Đây xin giới thiệu với cả nhà luôn là cái bãi lan này nó lan khoảng tầm 2-3 công đất, quá trời bóng sao. Hôm nay thì sẽ lên đây để thục cá bóng sao về mình em mình sẽ nướng muối ớt. Quay cho các bạn xem cái con này nè, nó lan nhìn đã lắm. Thì cái lần trước bữa phim đi sinh tồn 72 giờ cũng có quay rồi. Hôm nay thấy cảnh view đẹp quá thì quay tiếp cho cả nhà xem. Cho các bạn nào chưa xem á thì xem luôn. Chính chưa? Trời ơi. Cáo sao con nào con nấy nè cả nhà. Có chuyện luôn nè. Hết biết. Đây bên anh Thục đây xuống kiếm con đây. Con đủ ăn rồi. Quá trời mự mà. Hai con. Sâu quá rồi. Nữa hả? Ở vậy nấu mà. Bắt cặp không hả? Này nó dễ lụm lên. Hả? Quá trời rồi, bự không ạ? Nó ra con nào hết rồi nè. Hả? Ế không? Chim đánh mặt chúng. Nữa hả? Hàng ba con luôn kìa. Dữ thiệt. Lục hang hết trơn á. Hang dữ lắm, hang chạy hết trơn nè. Rồi đau quá. Lửa hang bự thục lên toàn ơi. Ừ, lửa hang bự thục thôi. Đẹp ơi. Chừng ở hang xì xì lên đó. Nó đi chậm một lúc. Hả? Đánh xuống. Chiêu của đánh súng à. Nó bự thế nào quá. Anh làm thế nào? Các bạn anh chào. Cái bãi này 10 người thuộc cũng không dám nổi. Bọn này toàn làm team ha. Lên lấy chiêu của toàn cả. ra đây thùng nữa cả nhà. Mấy anh em mình nấu lẩu mắm ăn trời hơi hơi nó ngon. Cá bóng sao này làm được nhiều món lắm nha. Nướng muối ớt nè, lẩu mắm nè, lẩu bần nè, kho nè, kho tiêu thì thôi. Đây là tính của cá này, thịt nó rất là ngon, chắc. Cá thì nó có nhiêu nhưng quan trọng sình thì nó nhiều. Toàn có chiều vậy đó, cũng sao vậy không? Mình nhận cái tay xuống dính được cho em. Dính không anh Trầm? Anh chưa tới đâu. Chưa tới đâu đâu vậy. Ăn sâu cá bự. Đó, hàng cá ngát nó nôm na nè cả nhà, nó giống như bóng sao vậy nè. Nó hàng cá với mấy ngáp gì nè. Chào mình tiếc cái môi luôn kìa. Chừng cắn môi anh Toàn ơi. Dục qua anh Trầm. Dính chưa? Cắn môi luôn mà không dính nữa đâu à. Dạ. Coi chồng móc cái lẩu rồi. Dính chưa? Chạy đâu hả? Chạy. Cũng được hả? Cặp máy xẻo này đi anh Trầm ơi. Cặp máy xẻo em thấy có hang nè. Nè, hang nè. Hột ở đây rửa cho nó nhẹ người. Này bắt bữa nay hơi thưa cá nhưng mà cá bự. Cá bự không ạ? Chạy đứa đi em. Ở đây không sao không được được. Sao được được hả? Quá nhiều người hả? Không quá được hả? Kéo em lên cái bọt ơi. Nó ngắt khỏi tàu. Cứu. Cứu rồi kìa. Ngang dối mình cá hoài không thấy. Ra từ từ nghe nè. Để em éo nó cái. Rồi kéo. Con cá này dữ lắm. Bự không? Ôi trời ơi. Hả? Hết biết rồi. Em đè nhẹp lép cái cọng. Xịt cái này. Rửa cái này. Rồi còn nào mấy nó bự mà nó ở sâu thế sao thiệt trời. Mấy cá bự đất mềm làm hang sâu lắm. Hên vậy. Hên. Nãy giờ mới bắt được con này khỏe. Như cái hướng còn cả nhà đang thấy nè. Hiện tại thì anh em mình đang ở trên cồn Mỹ Phước, thuộc huyện cái Sóc Trăng, hay còn gọi có tên khác là cồn Quốc Gia. Năm tháng năm thì ở trên này vui dữ lắm cả nhà. Ừ, có ngày một à. Ở đây thì người dân người ta sống nghề trái cây với lại nuôi cá da trơn nè, nuôi tôm rồi nữa. Năm năm thì có ngày chứ lên đây vui dữ lắm à. Có ca sĩ rồi về hát nữa. Anh em mình hồi nhỏ thì hay lên, năm nào cũng lên, nhưng mà hồi lớn thì có máu có tiền cho nên ít có khi nào năm đi lên đây chơi, chứ hồi nhỏ là mỗi năm luôn á. Đứa thưa gần anh lắm hơn. Đi gần anh toàn xu quá anh chồng. Vậy nè, mà bắt đầu dính gần anh lắm hơn. Tại thục cái dính nè. Không hơn. Lửa hang bự thục đi, dài chảnh rồi. Ừ, nước lớn rồi kìa. Ở chiếc xuồng mình nằm lúc ngoài rồi. Chạy bữa rồi toàn. Không chạy gì trơn á. Cho cá nó nhảy ra chạy một chút ra. Sao nước này cá nó không nhảy ra nè? Nó cạn hay sao? Trời trời lắm vậy. Siết cái gì anh Toàn? Hả? Xây vòng rồi chứ. Được chứ. Bỏ lướt luôn nè. Kìa kìa dính đi anh chào ơi. Đâu có hót được cái gì ta. Cái gần ảnh là anh xui rồi anh ơi. Gần ảnh là xui à. Anh em mình nhiêu khỉnh này. Bao nhiêu anh chào. Mỏng mày anh ơi. Nửa ký không? Hơn nửa ký rồi. Ui. Con chà bá không ha. Ừ. Cái này là nướng thì nói gì nữa, nấu gì nữa, nướng muối ớt ha. Ừ. Nước lớn rồi cả nhà ơi, anh em mình đột dài dài xuống chiếc xuồng. Xuồng nó ở lúc lúc chiếc kia. Ừ, dòm thấy ghiền quá trời. Cái này mà thục mà đem đi bán luôn á, khỏi thục nổi không á, tại hang sâu quá. Thì giấu người ta thục nhóc luôn nè anh chồng, mà đâu hết nổi. Trời ơi cái hang này đâu dữ vậy, người sao không nổi. Cái con này nó lan khoảng 2 công đất, trên 2 công hả anh chồng hả? Cỡ 3-4 công đất anh chồng ơi. Ôi, cái con này hả? Ừ. 5 công. 5 công hả? Quay toàn thể cái con cho cả nhà xem nè. Quá trời luôn. Nước lớn lên mớ, hồi nãy nó cạn lúc lúc ngoài kia luôn á cả nhà. Lát nữa anh em mình sẽ chạy qua đây. Cái hướng bên đây là cái hướng Cồn Quang. Mình sẽ ăn trên đất. Chính không anh? Chạy đến nè anh Toàn. Em này cũng ngứa nghề lắm á. Anh cha. Tại sao nước này có con không mà chị? Không phải cặp như nước mấy nước trước ha. Đánh súng nè. Chứ không Thanh Súng? Hả? Chứ nào? Chưa biết, chưa động rồi. Trời ơi. Đi quá có trời. Không có hả? Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Xiết đi. Trời móc cá thì trội luôn trời. Qua. Chính chặt. Con ngọng ấy nó bự kìa, nó con kìa. Đúng rồi. Hụt dài dài xuống đây anh Trầm ơi. Xuống xuồng nè. Hồi cái nó đậu bãi lan hồi nó ra xa lắm á. Tao ơi, tao. Kìa, kìa văng vô mắt luôn rồi kìa. Trời ơi, nó nghệ thật đó, cá như xiết vậy á. Đeo đó nó bật tí đường nào. Đúng chưa? Trời ơi, gì mà nó không có trời. Tức cái vậy? Không có hả? À, em chưa tới. Em phải bắt cái cá này mới được. Hang nó ăn cong cong quẹo quẹo. Nước lớn màu ghê trời. Không sao biết nước nó kìa, nước lớn á, nó rút vô hang sâu lắm. Xuống cái luôn. Cái xuống nặng dưới á, chậm. Tại vì nước lớn là bít hang đó này. Bạn cá này hay ha. Sống lưỡng tính luôn. Nước lớn sống được, nước rộng sống cũng được nữa. Nó hô hấp làm sao không biết. Cá. Bởi vì đâu chịu bỏ. Môi cho bằng được. Sao mà bỏ được. Ít hụt cá. Rồi gà ra gà Toàn ơi. Hụt một hồi rồi, rồi nước nó lên tới tới. Bích là anh em mình tóm lội đi ra luôn á. Nè còn 3 ngày mình chưa hết nữa. cá nha. Giờ mình ốp với ớt thấm một tí. Rồi, đây. Cháy tay kìa. Em đang ngắm. Lửa tàn là nướng dừa ha. Cái này toàn làm đầu bếp luôn á. Nóng. Wow. Không sao đợt này là không sao bự không. Rồi cái này mà đầu tiên tới nhiêu đây nữa ha. Làm cái lửa móng hoành tráng giống như lần trước vậy ha. Lẩu mắm cũng được mà lẩu bằng cũng được. Cái này chiên cũng ngon mà nướng cũng ngon. Ôi, gì nó cũng ngon á. Nhưng mà cá sau này là lẩu mắm một cái thì bắt đầu cho cá lên dĩ cái nhà. Ôi da. Có thêm gia vị lá bần luôn. Nóng à. Có chừng nóng nha. Quá đặc sắc. Trong một dĩ rồi kìa. Ở nhiều lắm đó em. Ế không à. Cái ống sao này thì anh em mình thích ăn để dãy nha cả nhà. Cái thịt nó không có bị cứng, nhưng mà mình đánh dãy lên là nó cứng liền. Ngọt thật ha. Sao mà đánh dãy ăn nó ngon nữa. Thì cũng tùy sở thích đó anh. Có người thì để dãy ăn không được. Thấy để dãy cho mình thấy. Cá này thì thường nó sợ đánh dãy ngon, sợ cá đánh dãy em ăn ngon. Thôi mốt ơi. Không chết. Tới luôn rồi anh Toàn ơi. Tới rồi. Không có lắc thì không im dữ nha. Im dữ à. Im hết rồi vậy đó. Cãi biết à. Nóng anh Toàn. Nóng. Quá đã luôn. Sao này tính ra dễ màng ha. Cắt cái bụng nặng ruột ra cái xong. Sao này giờ mất tiền nữa. Ký nhiêu tiền anh Trầm? Cá bự 100.000 hả? Người ta nhăn lưới á. Cành da cá này là người ta nhăn lưới lắm á. Mình canh lưới người ta đuổi á. Đúng rồi. Nhiều khi người ta đuổi là 4-5 kg á. Mà dùng nước mặn á, 4 sao mới nhiều hơn dùng mình. Nước ngọt ít, nước 4 sao hơn nước mặn cả nha. Dùng nước mặn 4 sao nhiều dữ lắm. Ba ông Táo đang nướng cá. Hỏi sao đen, bữa nay mình đen quá cả nhà. Đâu, ra Tết đi rồi biết đen ha. Nước mặn á anh Trầm. Mặn nó đang dữ. Ý, cả nhà ơi, cả nhà có yêu mến mấy anh em á, muốn liên lạc với mấy anh em mình á thì vui lòng bấm vô cái đường link mô tả ở dưới cái video á, cái phần mô tả video á có đường link Facebook của Vin trong đó nha. Thì vấn đề liên lạc, cái lý do không để số điện thoại trên đó thì quay phim cũng đã chia sẻ ở mấy cái clip trước rồi, rất mong cả nhà thông cảm cho anh em nha. Hay phất mặt khu vực này về ăn cá 4 sao nướng với anh em nha, phù hộ cho anh em mốt sinh tồn ở khu vực này là trúng cá nha. Ăn cơm với anh em. Dạng cá. Anh Trầm đang làm nghi thức cúng bà cậu á cả nhà. Ôi, nó ngọt thì thôi luôn. Chấm với mớ chanh hả anh Toàn? Chanh nè. Nên mình có làm sẵn mớ ghém đem theo nè. Mình làm với cá nướng. Trời ơi, bắt dữ à, bắt dữ à. Vô. Vô. Đó. Ủa, cái này tự gấp đi anh. Ừ, tự gấp đi. Buffet nhà nghèo mà. Mời cả nhà ăn cống sao với anh em mình nha. Mời cả nhà ăn cống sao nướng với anh em nha. Kẹp cũng sao vô đó luôn hả anh Trầm? Kẹp vô luôn hả? Nó ngọt đây mười. Đúng không? Quá ngọt. Kẹp với rau ghém đó. Tiếng nào chịu nổi vậy? Tiếng nào chịu nổi. Vừa ăn vừa nướng. Mở nước được. Tới luôn anh Tòng ơi. Hôm nay mình xỉn nữa. Quá rồi. Xây mồi. Ngọt quá, ngọt anh ơi. Rồi, dính lại. Ôi, nóng quá. Thôi để. Mà cái nhà ăn cắm sao nướng với bê phim nha. Quá chiều này cái. Chạy miếng ghém này anh. Không, để xuống nha em kẹp luôn à. Đúng không? Ừ. Đó. Hấp dẫn cho cả nhà. Quá ngon. Tới rồi. Nó ngon. Nó ngọt nữa. Nào có cả nhà có cám sao á. Đúng đó, ăn thử nha. Có mấy bạn nói này kêu là thòi lòi biển, nhưng mà chỗ anh em mình chỉ kêu 4 sao thôi. Thòi lòi biển là con khác á. Thòi lòi biển bự lắm. Thòi lòi nó như con lóc nói vậy, trên lưng nó có mấy sọc. Mà ở xứ này thòi lòi ít lắm. Chứ mình á. Đúng. Cái mùa nước mặn lên được vài ba con à. Ở biển á. Biển lên. Biển gì? Tắm ra. Vớt thì mới ra. Nè. Mặn. Quá ngọt. Quá ngọt. Thịt cá chín trắng tươi. Ngọt gì đâu. Ông bà xưa hay nói sao quên nè. Nhất nướng nhì chiên. Tam xào tứ luộc. Là nướng là ngon nhất cái nhầm. Xong rồi tới chiên, tới xào mới tới luộc. Ngọt á. Gương mặt thánh súng quá mãn nguyện. Ngon đó. Lâu lắm mà anh em mình không ăn trên ghe. Hồi ơi mấy anh ấy dài ra đi để hồi nó héo lại hết. Dời ra ngoài. Đây được rồi. Anh em mình xin dừng video thử thách sinh tồn trên Cồn Quang tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà có yêu mến anh em mình á, nhớ cho anh em mình một like và một lượt đăng ký nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.